Xin chào tất cả mọi người, đây là một cuốn tiểu thuyết ngắn và hôm nay tôi sẽ nói với bạn về bộ phim Corporate Monster 2019. Một người đàn ông bị sa thải khỏi công việc của mình, ông chủ nói với anh ta, mặc dù anh ta thích anh ta, nhưng họ không có cách nào khác. Người đàn ông đáp lại nói với anh ta rằng anh ta đã không nghỉ ốm trong 2 năm và liên tục đi làm mà không chậm trễ, nhưng ông chủ không quan tâm đến điều này. Điều này khiến anh ta đến gặp một bác sĩ địa phương, người hỏi liệu anh ta có thấy điều gì đó kỳ lạ không? Ông nói với bác sĩ rằng ông có đau đầu nhỏ, nhưng có lẽ họ dường như anh ta. Bác sĩ nói rằng ông không phải là người đầu tiên đến với anh ta và kê toa thuốc cho anh ta. Cô cũng nói với ông rằng trong một vài tuần ông nên đến cho một cuộc hẹn thứ hai. Nhưng sau khi uống thuốc anh bắt đầu nhìn thấy một số quái vật, anh cố gắng nói với bạn gái của mình về nó, nhưng cô không nhận thấy bất cứ điều gì và đi làm. Anh ấy quyết định đi dạo quanh thành phố và chúng tôi thấy một người điên hét lên rằng họ ở khắp mọi nơi. Những tiếng la hét của một người đàn ông vô gia cư làm cho anh ta suy nghĩ, và đặc biệt là khi một chiếc xe với một con quái vật bên trong đi trước mặt anh ta. Ông gọi cho bạn gái của mình, nhưng cô ấy không nhấc điện thoại và ông đi đến tàu điện ngầm. Ở đó, ông cố gắng để gọi bác sĩ, nhưng ông cũng không nhấc điện thoại. Sau đó, anh ấy đi đến một người bạn và muốn nói với cô ấy mọi thứ, anh ấy không hiểu họ là ai, nhưng họ ở khắp mọi nơi và họ cũng ăn chúng tôi. Anh ta yêu cầu bạn gái uống thuốc, cô bắt đầu nghĩ rằng anh ta chỉ là điên, sau đó anh ta cố gắng để đưa cô vào miệng mình, nhưng cô chống lại và chạy đi. Sau đó, anh ta đến bệnh viện và thấy những con quái vật tương tự ở đó và ngay lập tức rời đi. Trên đường phố, ông được đáp ứng bởi cảnh sát cũng là những con quái vật và muốn giam giữ anh ta. Ông chạy ra khỏi họ với tất cả sức mạnh của mình, nhưng cuối cùng ông chỉ giết chết một trong số họ với một viên gạch và mất vũ khí của mình. Ông mất một liều thuốc mới và đi đến công việc của mình và nhìn thấy những con quái vật ở khắp mọi nơi và bắt đầu giết chết chúng cái khác. Và đồng thời, ông đang tìm kiếm bạn gái của mình trong số những con quái vật để cứu cô. Đau đầu làm cho anh ta phá hủy tất cả các máy tính. Ông nói rằng không phải tất cả mọi người ở đây là một con quái vật và yêu cầu những người bình thường không phải lo lắng. Ông xông vào văn phòng của ông chủ và yêu cầu anh ta nằm xuống trên mặt đất. Tại thời điểm này, Elena đi ra khỏi ẩn và nói với anh ta rằng bác sĩ của ông đã bị kiện vì sơ suất vì ông quy định thuốc chưa được kiểm tra và toàn bộ thành phố đang nói về nó ngay bây giờ. Thuốc nằm trong một video thuốc viên và bệnh nhân của ông đã nhìn thấy một cái gì đó không thực sự ở đó. Nhưng anh chàng không chắc chắn về điều này và nghĩ rằng những con quái vật đã đặc biệt đưa ra một phiên bản như vậy. Và anh ta yêu cầu uống thuốc của cô ấy không có lối thoát và cô ấy uống thuốc. Sau đó, anh chàng đi lên tầng trên cùng và thấy rằng tòa nhà được bao quanh hoàn toàn và một máy bay trực thăng với một tay bắn tỉa cũng đến. Anh chàng nhận ra rằng không có cách nào ra ngoài và quyết định loại bỏ chính mình, nhưng không có đạn nhiều hơn. Quân đội chạy lên mái nhà và loại bỏ nó. Tại thời điểm này, bạn gái nhận ra rằng ông đã không nói dối và những con quái vật đang thực sự xung quanh họ. Và đó là nó, đây là một kể lại hóa ra và phải trung thực, nó nhắc nhở tôi về những người lạ phim giữa chúng ta. Nhân tiện, tôi đã kể lại về nó và bạn có thể xem nó trên kênh và so sánh cả hai bộ phim. Và tôi đã có một cuộc tình ngắn với bạn và tạm biệt tất cả mọi người. Đừng quên đăng ký và thích. Nếu bạn thích những bộ phim như vậy, sau đó tôi sẽ để lại một trong những bộ phim tương tự trong những lời khuyên hoặc trong các ý kiến.